Sở hữu một làn da mềm mại trắng sáng là nhu cầu thiết yếu của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để chọn lựa một phương pháp vừa mang lại sự mềm mại, trắng sáng nhưng đảm bảo được sự an toàn, đây mới là điều quan trọng nhất. Với sản phẩm tẩy tế bào chết BioScrub Exfoliating, sử dụng vỏ của hạt óc chó và hạt jojoba giúp lấy đi lớp tế bào chết khô và mất nước nhưng hoàn toàn không gây ra sự tổn thương trên tế bào da. Bên cạnh đó, bổ sung thêm khả năng nuôi dưỡng da từ thành phần nhân sâm lên men, khả năng cung cấp độ ẩm từ dầu vỏ cam, dầu của lá xô thơm nên đảm bảo được sự mềm mại sau khi tẩy tế bào chết. Chúng ta có thể sử dụng mỗi ngày tại nhà với liều lượng từ 5-6g, massage xoắn ốc nhẹ nhàng trên vùng cơ thể, sau đó tắm sạch lại với nước. Sau khi tạo được đường dẫn và sự thông thoáng cho làn da, chúng ta đừng quên bổ sung thêm thức ăn cho làn da của mình. Với sản phẩm nuôi dưỡng và kích trắng sáng da Bio Cream White Up Body là sự tổ hợp của 4 khả năng. Khả năng cung cấp ẩm nhờ tế bào gốc thực vật có từ thì là biển, khả năng kích trắng sáng da nhờ 3 loại tảo, khả năng chống lão hóa nhờ collagen, thủy phân và nhân sâm lên men, và cuối cùng là khả năng bảo vệ và chống nắng toàn diện nhờ công nghệ chống nắng vật lý, kẽm oxit và titanium dioxide. Chúng ta có thể sử dụng vào mỗi buổi tối. Đây là giai đoạn da của chúng ta có khả năng hấp thụ cao nhất. Nhưng chúng ta cũng đừng quên bổ sung thêm dưỡng chất cho làn da của chúng ta vào 3 ngày để bảo vệ và chống nắng toàn diện cho da của chúng ta hơn. Với những thông tin vừa chia sẻ, chúc các chị em có một làn da hoàn hảo, tự tin và đảm bảo được an toàn sức khỏe.